chào mọi người quay trở lại với kênh của Khám Phá nhé. Giờ đây là mình sẽ quay một con xe đồ mới cho mọi người cùng xem nhé. Đây, đằng sau đây nhá. Con xe đây là nhìn bề ngoài là cái thùng là nó hơi xấu xấu thế này thôi nha mọi người. Nhưng mà nó rộng 2 mét dưới nhá. Nó chuyên chở mấy con mấy múc nhá mọi người. Xe rất là khỏe luôn đấy. Đây, xe cũng xài cặp cầu L6 nha mọi người. Và thắng hơi đằng sau nhá. Còn thắng trước là giống như mình biết là vẫn là thắng dầu hay sao nhá. Đây, tí rồi mình cũng sẽ quay cho mọi người cùng xem. Đây, con xe đây vừa mới đi hàng về của ngày hôm kia nhé, mới về 13 tấn nhé, đường rất là lầy và rất là nghiêng luôn, và con xe thì giờ đang dính đầy đất bùn lên nha mọi người. Xe nhít thì rất là khỏe luôn, sắp xe thì đường đáp rất là dày luôn nhé. Đây, lớp đáp ở dưới đây là rất là dày luôn. Xe đây là bữa mua 190 về nha mọi người. Xe đi một cặp lốp 12 nhé. Xe rất là chắc khỏe luôn. Xe thì rất là hiện đại luôn. Máy thì máy rất là lớn luôn nhé. Đây, nó bưng đây nhá, rất là khỏe luôn. Có kèm theo cả thắng tay nha mọi người. Đây, hồ sơ rất là lớn luôn. Ôi, bên là cầu trước là xài thắng rồi nhá. Yêu cầu đại diện tiên à? Tiên bọt tay chị tiên là chị quý là bọt nè nè bọt trời được đến tới đây cũng rất là lớn nha. Tì đây để nha mọi người. Xe đồ bình dầu lên rất là cao nhá. Đây. Lúc trước là bình dầu là đạp ở chỗ thớt đây nhá. Và giờ là đi nâng lên khoảng 150 phân nhá. Đây, sắp xỉ của con xe đây là thẳng tưng rồi nhá, rất là đẹp luôn. Đây là thắng tay nhá. Đây, xe còn chuyển qua một nhông bên đây nhá. Là kiểu đây là mình không biết là cái số gì đây nhá. Chắc là số rùa nha mọi người. Đây, chuyển thang qua. Nhầm. Đây là tời nha mọi người. Một tời nha, tời đằng sau đây nha. Đó, tời nha. Một tời được nối qua đằng sau đây nha. Và sẽ nối qua trực tiếp qua đằng trước tời luôn. Mình sẽ đi lên và cho mọi người cùng cùng xem về máy với hộp số nha. Ui, tiết điện chuột thế. Ôi là giá ấy là anh sẽ nhận này. Là phẳng nha.
cho đi mẹ một tí cứ cứ tự qua mà tí nó là chuyện đó. Này kìa, có tháng tới. Nhà hay phải cho tiền nó là chứ gì là gì là cái bộ. Này, rất là ừ, dạ. Máy rất là lớn này. Đây, bảo vệ quạt rất là an toàn. Máy lùng nữa. Chào quay giới thầu. Thầu chuột ký tả ra có cái xa thế chứ. Mà mạng gạc có cảnh. Nhưng mà sách thì hôm ngoài yến tình thì mó sách thẳng yến tình chứa chuẩn. Thế mẹ cái nào dùng ở cái mỹ xuân mỹ. Đâu, thế. Bình xế thế rồi đấy. Một số đây nhá. Lòng nó không phải cái lưu hèn lòng nó thế là tên lòng cái này lòng cho tao tên cho là cho cái lưu tàng nhau thì chưa à, trời lên rất là đẹp luôn này. Ôi chỉ giữ băng cả, tao chỉ mua băng cả. Xe đây là rất là dữ hơi nha mọi người. Để khá lâu đây rồi mà hơi thì vẫn còn đầy luôn nha. Ủa đèn gió lô cô là nó tồn lên ở đây mà. Clip của mình là tới đây là kết thúc nhé. Và mọi người xem thấy clip 2 thì cho mình xin một lượt like và đăng ký kênh để ủng hộ kênh nhé. Gặp lại mọi người ở những clip tiếp theo nhé.